Sau đây là video giới thiệu về cách tự đăng ký vào website Learning và cách tự xin nhập học bổng khóa học của website Learning. Chúng ta cần phải chuẩn bị để đăng ký vào website và để tự xin nhập học. Để đăng ký vào website, chúng ta cần phải có biết địa chỉ website. Thứ hai là mỗi cá nhân phải có email của mình và chọn sẵn username và password. Để tự xin nhập học, chúng ta phải biết tên của khóa học và cần chìa khóa để đăng nhập. Thông thường, chìa khóa đăng nhập được cung cấp bởi giảng viên. Để đăng ký vào website, chúng ta cần phải biết địa chỉ của website. Và sau khi vào website này, chúng ta điền vào biểu mẫu New Account với thông tin cá nhân. Ngay sau đó thì web email sẽ được gửi ngay lập tức về địa chỉ email của bạn. Bạn đọc web email đó và nhấp vào đường link. Sau đó thì tài khoản của bạn được xác nhận và bạn sẽ được đăng nhập vào. Tôi sẽ minh họa việc đăng ký này. Đầu tiên chúng ta vào trình duyệt duyệt web. Chúng ta vào đánh địa chỉ của website e-learning. Và vì chúng ta vào lần đầu tiên cho nên chúng ta chưa có account. Chúng ta click vào cái nút tên là login. Và sau đó thì chúng ta sẽ được đặt ra câu hỏi là có phải mình mới vào website lần đầu. Và nếu mình là vào website lần đầu tiên, tức là it is your first time here, thì chúng ta phải tạo ra một tài khoản mới. Chúng ta click vào đây là create new account. Sau đó chúng ta đánh username của mình. Giả sử username của tôi là học viên Dũng. Và sau đó chọn password của mình. Thì password của mình tôi chọn bất kỳ. Và chỉ cần lưu ý là password phân biệt chữ hoa và chữ thường. Và chẳng hạn tôi đánh password của tôi vào đây. Sau đó tôi phải cho biết cái email, địa chỉ email của tôi. Địa chỉ email được phải được đánh lần thứ hai để đảm bảo rằng là không có sai lỗi chính tả trong email này. Do họ tôi là Đỗ Văn, tôi đánh vào surname là Đỗ Văn. Và tên của tôi là Dũng, tôi đánh vào đây là Dũng. Và tôi create my new account. Sau đó thì được thông báo là email đã được chuyển tới địa chỉ của giảng viên jv.dovandung@gmail.com. Tôi qua một Outlook để tôi đọc trong email của tôi. Tôi bấm vào Tool, tôi bấm Receive và tôi đọc các cái thông tin của tôi về trong cái email address là jv.dovandung. Và ở đây tôi mở email của tôi ra. Và trong đây nó đã thông tin là một account đã được yêu cầu tại Center of Excellence University of Medicine Pharmacy Ho Chi Minh City và sử dụng cái địa chỉ email này. Vì vậy, tôi để tiếp tục, tôi click vào trang web này. Tôi click vào để xác nhận. Và sau khi tôi đã xác nhận rồi thì được chấp nhận vào khóa học, tôi bấm vào course. Và bây giờ giả sử tôi sẽ đăng nhập vào khóa học thì trong các khóa học có cái dấu có chìa khóa, có nghĩa là cái lớp học này có thể tự đăng xin nhập học vào được nếu có mã. Và giả sử tôi muốn xin vào lớp học phương pháp thống kê, phương pháp và phát triển thống kê trong lớp học, tôi click vào cái khóa học này. Và trong khóa học này nó có cái thông tin ở bên tay trái, cột bên trái nó có dòng chữ là enroll me in this course, tức là hãy cho tôi vào trong lớp học này. Tôi click vào enroll me in this course. Và trong đây thì tôi có cái chìa khóa này do giảng viên đưa. Và giả sử tôi nhớ cái chìa khóa này là T, tôi bấm ấn mask để nhìn cho rõ, TK 832014. Và tôi click vào enroll me. Và như vậy tôi đã được đăng ký vào trong lớp học.
và tôi có hoàn toàn quyền được sử dụng những nguồn lực của lớp học này. Như vậy thì để xin nhập học, chúng ta phải chọn khóa học mà chúng ta muốn học, và nếu được nhắc thì chúng ta sẽ nhập vào chìa khóa mà giảng viên đã đưa, và sau đó chúng ta phải tiếp cận khóa học. Và bây giờ mình chỉ cần sử dụng username và password để đăng nhập vào khóa học mà bạn đã nhập vào trước. Tôi sẽ minh họa việc này. Giả sử xong lớp học này xong, tôi log out để thoát ra ngoài. Và mỗi lần sau khi tôi vào, tôi sẽ click vào login một lần nữa. Và bởi vì chúng ta không vào lớp học này từ đầu, tôi chọn username của tôi là HV Dũng và password của tôi là HV Dũng 1410 và tôi login. Đó là toàn bộ quy trình để đăng ký vào một website learning và xin nhập học vào một khóa học trong website. Xin cảm ơn sự chú ý.